Lịch thi đấu Olympic mùng 4 tháng 8, chân dài bóng chuyển đấu tứ kết, chung kết chạy 200m nam. Trong ngày mùng 4 tháng 8, dàn chân dài bóng chuyển tranh vé vào tứ kết, bên cạnh đó là rất nhiều màn cạnh tranh huy chương hấp dẫn. Sau khi nội dung bóng chuyển nam xác định 4 cái tên vào bán kết Olympic Tokyo, trong ngày mùng 4 tháng 8, 8 đội tuyển nữ tiếp tục tranh vé vào vòng bán kết. Sớm nhất là trận đấu giữa những cô gái Hàn Quốc đụng Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 7 giờ sáng. Tiếp đó Mỹ gặp Cộng hòa Dominica, 11 giờ. Serbia so tài Italia, 15 giờ và trận đấu hấp dẫn nhất giữa Brazil và Nga diễn ra lúc 19 giờ 30 phút. Những màn cạnh tranh huy chương vàng điền kinh cũng rất đáng chú ý. Ở nội dung 400m rào nữ, người xuất sắc nhất vòng bán kết Sydney MC là Aulin được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn Mỹ thêm một tấm huy chương vàng. Và 19 giờ 55 sẽ là cuộc đua chạy 200m đầy hấp dẫn, trong đó Zhe Zhengzhi Cha là ngôi sao đang có thành tích tốt nhất lượt chạy bán kết.